YouTube thả ga chỉ với 9K. Nếu thắng không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu trên sân Cẩm Phả, nhưng một kết quả hòa sẽ khác. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 chúng ta được chứng kiến đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có thể sẽ chơi với một màu sắc mang tính tấn công nhiều hơn. Họ đã đưa Vũ Anh Tuấn vào sân ngay từ đầu ở trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Viettel ra sân trong bộ trang phục màu trắng. Một cú đá thẳng của Kiều Văn đây. Bóng đi đúng vào vị trí của Nguyên Mạnh. Cú vào bóng dành cho Bruno. Rất nguy hiểm, bóng đi cắt ngang khung thành của câu lạc bộ Sài Gòn. Ở một góc sút rất đẹp. Cơ hội đầu tiên dành cho Viettel. Khán đài dậy sóng với pha xử lý vừa rồi của Bruno. Và hãy cùng xem lại đường truyền của Trọng Đại. Và hạ bóng bằng ngực đi hơi dài một chút và phải mất hai nhịp lấy đà để Bruno có thể tung ra được cú sút. Dù không thành công, Hà Nội là đội bóng dẫn đầu, rất căng thẳng. Và đóng vào là của Văn Ngọ, rất nguy hiểm. Cú vào! Một chút nữa thôi thì đã có một tình huống đá phản lưới nhà của Đức Chiến. Bóng chỉ đi chênh cầu dọc một chút. Một tình huống phá bóng hụt của hậu vệ Viettel. Một khoảnh khắc mà tình huống phá hụt bóng của Bùi Duy Thường. Và trả bóng của Hoàng Đức về phía cột xa. Đấy đó! Bruno ghi bàn, Viettel vươn lên dẫn 1-0. Pha đánh đầu của Bruno đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong. Trung phong của Viettel đã lên tiếng. Chúng tôi vừa nói tới việc các cầu thủ Viettel phải chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng có thể vươn tới ngôi vị vô địch ở mùa giải năm nay. Thì bây giờ họ đã ghi bàn từ một tình huống cố định. Bruno Cunha, một bàn thắng quá quan trọng, giải tỏa ra những áp lực về mặt tâm lý mà các cầu thủ Viettel phải đón nhận kể từ khi Hà Nội dẫn trước câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Một cú treo bóng về phía cột xa. An Bo Kyon là người đã không theo kèm nổi với Bruno. Pha xử lý rất hay của Pedro Paulo. Kiều Văn Đê, vẫn là Kiều Văn Đê. Hậu vệ của Viettel đã kịp thời lui về và ngăn chặn với Kiều Văn Đê, đó là Duy Thường. Các cầu thủ Viettel đã tìm cách để làm cắt phút trận đấu. Coi! Một pha băng ra có phần thiếu hợp lý của thủ môn bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Người đang bị đau là Đức Chiến. Cả Đức Chiến và Phạm Văn Phong đều đã bị đau sau pha tranh chấp vừa rồi. Một bàn có thể coi là thành công ban đầu của đội bóng do huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn dắt. Nhưng họ phải nhớ rằng ở giai đoạn này, trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng trên sân vận động Thống Nhất. Sự thay đổi người bắt cuộc. Vũ Minh Tuấn khá hay. Venasio. Vũ Minh Tuấn có vào. Đó là một những pha phối hợp cho thấy là bộ ba Venasio, Bruno và Vũ Minh Tuấn có sự ăn ý với nhau, ăn khớp với nhau như thế nào. Ta có thể thấy là Venasio đã quật trái bóng trở lại trong một tư thế mà không cần quan sát cũng có thể biết được rằng Vũ Minh Tuấn sẽ xuất hiện ở vị trí đó. Trọng Hoàng, cơ hội được mở ra. Bruno, Bruno quá tồi cho pha dứt điểm vừa rồi của Bruno. Trọng Hoàng đã làm những công việc khó nhất. Đường vào rất nguy hiểm, đó là đường căng ngang được thực hiện bởi Hữu Sơn. Đó gần như là đợt lên bóng đáng chú ý duy nhất của Sài Gòn trong hiệp 2.
Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống vừa rồi. Một chút pha xoay sở của Vũ Hùng Tuấn. Venasio, cú đá không đủ lực. Đá không đủ để gây khó với thủ môn Tống Đức Hân. Cao Văn Chiên, quá khó cho Quốc Vương ở một tình huống không chiến. Còn 15 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức. Quá nhiều giải pháp với cái chân trái của Quốc Vương. Vừa rồi là tình huống pha bóng của Hoàng Đức. Hoàng Đức đã có một pha tranh chấp hay, rất bình tĩnh. Hữu Sơn cắt ngang, không vào. Không có một cầu thủ nào của câu lạc bộ Sài Gòn có thể tạo ra điểm cắt. Và đó là lần thứ hai ở trong hiệp đấu này Hữu Sơn tạo ra một đường chuyền như vậy. Quá căng thẳng. Nếu Sài Gòn gỡ hòa thì Hà Nội sẽ vô địch, bởi vì không có thể ngăn cản được thắng lợi của Hà Nội trên sân Cẩm Phả nữa. Các cổ động viên của Viettel đang vô cùng hồi hộp. Bùi Trần Vũ, quá tắt, bóng đi quá sâu. Và đây đã là phút thứ 85 rồi. Phút thứ 85 cho trận đấu mà Viettel. Giovane Nguyên Mạnh đã đưa bóng thành công. Bóng lập bập trong khu vực 16m50. Trọng tài Nguyễn Hoàng Châu không cho rằng đó là một tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ Viettel. Phản công dành cho đội bóng áo trắng. Phản công dành cho Viettel. Việt phòng hơi chậm. Số 11 của Viettel hơi nặng nề. Hãy cùng xem lại pha bóng mà cầu thủ Sài Gòn yêu cầu một quả đá phạt 11m. Chính xác, đó không phải là một quả đá phạt 11m. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Và chào bóng của Pedro. Và Nguyên Mạnh xử lý mọi thứ cực kỳ chuẩn xác. Sài Gòn đã nỗ lực hơn ở những phút cuối, nhưng như thế là không đủ. Với Bùi Tiến Dũng, với Quế Ngọc Hải. Và đây là phút đá bù giờ thứ 3. Chiếc cúp vô địch đã ở rất gần với câu lạc bộ Viettel. Các cổ động viên Viettel đang đếm từng giây một. Từng giây một. Kết quả này giữ nguyên, Viettel sẽ vô địch. Thời gian không còn nhiều, 30 giây cuối cùng. Và đây là tấn công cuối cùng, có thể coi là như vậy, của câu lạc bộ Sài Gòn. Và trái bóng thuộc quyền kiểm soát của Nguyễn Mạnh. Tất cả các cổ động viên của Viettel trên sân vận động Thống Nhất đã đứng cả dậy rồi. Chiếc vô địch sẽ thuộc về họ. Gần như là không có một cơ hội nào khác dành cho Sài Gòn để có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Bởi 3 phút đá bù giờ đã hết. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Viettel vô địch. Có thể khẳng định điều đó vào thời điểm này. 1-0 là đủ. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cùng với các học trò đã có chiếc vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của họ ở V-League. Sự bùng nổ, chờ đợi để rồi bùng nổ. Và cả những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Vũ Minh Tuấn, họ đều đang vỡ hòa. Đó là một kết quả xứng đáng. Viettel là đội bóng hợp lý nhất, giải quyết được từng tình huống cụ thể. YouTube thả ga chỉ với 9K.